Xin chào các bạn, video hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn 5 tính năng mà những ai đang dùng Samsung Galaxy nên biết. Đầu tiên là việc bạn có thể thay đổi mạng Wi-Fi và các thiết lập khác một cách nhanh chóng. Nếu như trước đây bạn muốn thay đổi mạng Wi-Fi khác, bạn cần vào phần cài đặt, chọn Wi-Fi, rồi kết nối với các mạng Wi-Fi mà bạn muốn, bạn cần phải mất 2 bước cho việc này. Nhưng giờ đây thì bạn chỉ cần ấn giữ biểu tượng Wi-Fi trên hình thông báo, ngay lập tức máy sẽ vào thẳng phần lựa chọn mạng để bạn có thể kết nối. Các kết nối tương tự khác bạn cũng làm như trên. Ví dụ như là kết nối Bluetooth, bạn ấn giữ biểu tượng Bluetooth trên hình thông báo thì ngay lập tức máy sẽ vào phần cài đặt của Bluetooth. Thứ hai là tính năng chạy cùng một lúc hai ứng dụng trên màn hình. Mình thấy tính năng này rất hay, giúp bạn có thể tiết kiệm được thời gian khi có thể làm hai công việc cùng một lúc. Để mở được tính năng này thì bạn vào phần cài đặt. Sau đó bạn cần chọn phần đa cửa sổ và bật chức năng này lên. Ngay lập tức thì sẽ có một thanh thông báo bên phía bên tay trái để bạn có thể sử dụng tính năng này. Thì nếu như trên Galaxy Tab thì thanh thông báo này sẽ nằm bên tay phải. Và bây giờ bạn có thể kéo hai ứng dụng vào để bạn có thể sử dụng hai ứng dụng cùng một lúc. Ví dụ như ở đây thì mình sẽ kéo vào là bộ sưu tập và tin nhắn. Thì ở đây bạn có thể thay đổi được kích thước của các ô ứng dụng này. Tiếp theo là tính năng chụp ảnh bằng giọng nói. Tính năng này thì đã được tích hợp trên các sản phẩm của LG, thì giờ đây tích hợp trên các sản phẩm của Samsung. Để bật chức năng này thì bạn vào phần máy ảnh, sau đó bạn vào phần cài đặt và chọn điều khiển bằng giọng nói. Lúc này thì một thanh thông báo sẽ báo cho bạn biết là khi bạn nói những từ như Smile, G, Capture, Shot thì máy sẽ chụp ảnh, còn Record Video thì máy sẽ quay phim. Và mình sẽ thực hiện thao tác này. Smile. Ngay lập tức thì máy sẽ chụp ảnh để bạn có thể tự sướng một cách thoải mái. Tiếp theo là bạn có thể bảo mật các hình ảnh và các tập tin bí mật của mình khỏi những con mắt tò mò. Tuy nhiên thì tính năng này hiện chỉ có trên Galaxy S5. Để cài đặt chế độ này, bạn vào phần chế độ riêng tư, sau đó bạn chọn tiếp tục. Thì chế độ riêng tư này chỉ khả dụng cho những ứng dụng như là bộ sưu tập, video, nhạc, ghi âm, file của bạn. Bạn chọn tiếp tục và chọn bắt đầu. Sau đó thì máy sẽ yêu cầu bạn mở với hình thức nào để có thể xem được chế độ riêng tư này. Có ở đây sẽ có 4 loại như là mẫu hình, pin, vân tay và mật mã. Thì bạn sẽ chọn mẫu hình. Sau đó bạn sẽ vẽ 2 lần để máy có thể xác nhận. Tiếp theo bạn cần đặt mã pin để có gì bạn quên mẫu hình thì bạn vẫn có thể xem được chế độ này. Bạn cũng nhập 2 lần để máy có thể xác nhận. Tiếp theo là bạn cần chọn file để bạn có thể xem được cái chế độ ở chế độ riêng tư này. Thì ở đây thì mình sẽ chọn vào phần bộ sưu tập. Sau đó mình sẽ chọn những file hình ảnh và video. Tiếp theo bạn sẽ chọn vào chuyển sang riêng tư. Thì sau khi đã chọn xong, nếu như bạn tắt chế độ riêng tư thì bạn sẽ không được xem những hình ảnh và video trong bộ sưu tập nữa. Và khi nào bật chế độ này lên thì bạn mới có thể xem được. Và bắt buộc là bạn phải vẽ mã hình thì bạn mới có thể vào được. Cuối cùng là tính năng hai phím cảm ứng trở về và đa nhiệm luôn luôn sáng để bạn có thể dễ dàng thao tác. Để thiết lập tính năng này, bạn vào phần cài đặt. Sau đó bạn chọn màn hình. Tiếp theo là bạn chọn thời gian sáng phím cảm ứng. Bạn chọn luôn bật. Thì lúc này thì hai phím cảm ứng trở về và đa nhiệm sẽ luôn luôn sáng để bạn có thể dễ dàng thao tác trong buổi tối. Như vậy là mình vừa giới thiệu đến các bạn 5 tính năng có trên các sản phẩm của Samsung Galaxy. Nhìn chung thì các tính năng này rất hữu ích cho người dùng sử dụng smartphone. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên like, chia sẻ với bạn bè và nhấn vào nút đăng ký nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.